hai căn nhà, cái thì lề lẹt, cái thì đơn giản của Nguyễn Phi Hùng. Trong khi nhà vườn ở Củ Chi nội thất đơn giản với nhiều cây cảnh trang trí, thì ngôi nhà trong hẻm ở quận 11 của Nguyễn Phi Hùng lại được tô điểm khá lèo lẹt. Nguyễn Phi Hùng luôn được khán giả yêu quý vì giọng hát đầy da diết, ngọt ngào, vẫn đi hát trên các sân khấu ca nhạc đều đặn một tuần hai lần. Tuy nhiên, Nguyễn Phi Hùng ít đẩy mạnh hình ảnh trên truyền thông, vì thế đã có lúc khán giả nghĩ rằng anh đã rời xa sân khấu. Ngoài việc ca hát, Nguyễn Phi Hùng còn tập trung cho công việc kinh doanh, công ty nhà đất và nhà hàng hải sản. Nhờ công việc làm ăn khá thuận lợi nên anh đã tự mua được cho mình tới hai ngôi nhà. Một là ngôi nhà rộng rãi với vườn rộng mênh mông ở vùng ngoại thành Sài Gòn và một là nhà phố nằm sâu trong một con hẻm ở quận 11. Nhà vườn rộng rãi thoáng mát. Đây là ngôi nhà mà Nguyễn Phi Hùng mua từ lâu nhưng hiếm khi khoe cùng khán giả. Ngôi nhà nằm trên địa phận Củ Chi, cách trung tâm thành phố khoảng 30 km. Với thiết kế nhà vườn nên Nguyễn Phi Hùng không xây dựng hoành tráng. Anh chỉ có một ngôi nhà cấp 4 đơn giản, cùng nội thất không cầu kỳ. Ngôi nhà lọt thỏm vườn cây xanh, nam ca sĩ cũng dùng rất nhiều cây cảnh để trang trí trong căn nhà. Nhà vườn của giọng ca nhớ gấp nhiều lần hơn, có diện tích khá rộng. Được anh mua vào năm 2006, tuy nhiên do xa với thành phố và không mấy thuận tiện cho việc đi lại, nên nam ca sĩ chỉ nghỉ ngơi đến cuối tuần, lễ Tết. Nam ca sĩ cho biết, anh không sống nhiều ở đây nên mỗi lần về nhà đều dành thời gian dọn dẹp, bài trí lại các gian phòng. Hồ bơi giúp anh chạy trốn cái nắng chói chang của Sài Gòn. Trốn đi về của giọng ca phép màu được xây dựng khá đơn giản với lối bài trí truyền thống, không gian gần gũi thiên nhiên. Nam ca sĩ diễn viên trồng rất nhiều loại cây ăn quả và cây cảnh trong vườn. Không chỉ có một vườn cây rộng lớn, Nguyễn Phi Hùng còn trang trí rất nhiều cây cảnh trong nhà. Một góc sân sau của ngôi nhà trồng rất nhiều cây cảnh, phong lan và các loại dây kéo tạo không gian thoáng đãng. Không gian yên ả và trong lành của khu vực mang đến cho tôi sự bình yên và thoải mái, Phi Hùng chia sẻ. Không gian yên bình cũng mang đến cho anh nhiều cảm hứng. Bên trong căn nhà được bày trí nhiều lọ hoa lớn, những bó hoa tươi được đặt ở phòng khách tạo không khí gần gũi, nhẹ nhàng. Có sở thích chăm sóc vườn tược nên Nguyễn Phi Hùng tranh thủ thời gian tưới cây, tỉa cành, nhổ cỏ, bón phân. Anh cho biết dù không về thăm nhà thường xuyên nhưng vẫn thuê người trông coi, đảm bảo khu vườn luôn tươi tốt. Một góc khác của phòng khách là nơi để chủ nhân gặp gỡ khách khứa, bạn bè. Những chiếc bình lớn được đặt cạnh bộ ghế salon tạo không gian sinh động. Phòng ăn nối liền với phòng khách bởi khoảng không rộng, khung cửa sổ được thiết kế rộng mở để đón nắng và gió thiên nhiên. Một khoảng tường phòng ăn là nơi bài trí nhiều bình gốm, nên đây cũng là một trong những sở thích sưu tập của nam chủ nhân. Nhà hẻm lè loẹt. Ngôi nhà phố của Nguyễn Phi Hùng được trang trí rất đa dạng về phong cách. Có nhiều điểm nhấn là những mảng giấy dán tường nhiều họa tiết. Mỗi phòng đều có kiểu giấy dán tường không đụng hàng. Tuy không gian không theo hẳn kiểu Tây cũng chẳng theo hẳn kiểu Việt Nam, nhưng khách đến nhà cảm nhận được rất rõ sự hiếu khách của chủ nhà, khi tầng nào cũng có những bộ bàn ghế để tiếp khách. Phòng khách nhà Nguyễn Phi Hùng trông hơi rối mắt khi giấy dán tường, tranh treo tường, đệm sofa đều mang họa tiết rất nhiều. Phòng tiếp khách thân thiết ở tầng 3, tại đây có lắp một dàn cao kê để thi thoảng nam ca sĩ giảm stress với bạn bè. Căn phòng ngủ được thiết kế như một sân khấu nhỏ. Kho, phim DVD và ca nhạc được anh sưu tập nhiều năm qua.